Rồi, xin chào tất cả anh chị em bà con nha. Hôm nay lên nhà ông anh thì ông anh ổng đang cần bán chiếc Captiva đời 2008 ha, số sàn máy xăng ha. Xe còn rất là đẹp ha. Xe xin cam kết với mọi người là không có đâm đụng, không va quẹt, không ngập nước nha. Cụm đèn phía trước thì nhìn còn rất là đẹp nha, rất sáng nha. Xe hiện tại là đang nằm ở Đắk Nông nha mọi người. Nếu anh chị em bà con nào thật sự muốn mua thì cứ ghé vào nhà anh ấy là mua thương lượng trực tiếp giá cả với anh ấy luôn nha. Liên hệ trực tiếp với ảnh qua số điện thoại là 0767 88 88 48 nha. Mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ trực tiếp thương lượng giá cả với ảnh ha. Giá cần ra đi là 265 triệu nha mọi người. Đời 2008, xe còn rất là đẹp nha. Mọi chức năng trên xe còn hoạt động tốt hết nha mọi người. Camera hành trình các kiểu đầy đủ hết nha mọi người, xe không có lỗi lầm gì hết nha. Xe máy móc còn 7 màu luôn nha mọi người, xe còn khá là đẹp ha, khá là đều xe. Đây ha, đây là cái phần máy móc để cho bà con cùng thấy và cùng tham khảo nha. Ốc còn 7 màu luôn. Ốc xe còn 7 màu nha. Nên là các chi tiết trên xe thì còn nguyên vẹn như nguyên bản nha mọi người. Xe là máy móc chạy khá là ổn định nha, không có đổ hơi, không xì nhớt nha. Chạy rất là tiết kiệm xăng mà chạy khá là đầm nha mọi người. Cái dòng Captiva này chạy nó máy nó khá là đầm ha, khá là đều xe. Đồng sơn thì nói chung khá là mỏng manh nha mọi người. Sơn thì nói chung có bị chày xước vài chỗ nha. Xe thì cam kết mọi người là không có đâm đụng nha mọi người ha. Xe nói chung là zin nguyên bản nha, vì nhu cầu đổi xe mới ha, ảnh cần nhu cầu đổi xe mới thì nay ảnh muốn bán. Có dịp em lên thăm chơi thì ảnh kêu quay cho ảnh luôn ha. Mọi thông tin bà con cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của ảnh luôn ha, để biết được thông tin nha mọi người. Số điện thoại em có đọc rồi ha, cho nên là bà con cứ mạnh dạn mà liên hệ. Đó, nội thất rất là đẹp ha. Rồi em sẽ nổ máy lên cho bà con cùng nghe âm thanh tiếng máy như thế nào, máy lạnh như thế nào ha. Các chức năng trên xe thì còn hoạt động tốt nha mọi người, không có bị hư hao bất cứ điều gì nha. Xe chắc hết xăng. Xe báo hết xăng nha mọi người. Hết xăng cho nên là máy đề nó hơi hơi yếu tí, bình hơi yếu nha. Đậu đây cũng vài ngày rồi nha mọi người, cho nên là đó, máy lạnh ha. Khá là liền lạc nha mọi người ơi. Bình này chắc cũng đậu mấy ngày rồi đúng không anh? Nó khó nổ cho nên cũng khoảng nửa tháng là không chạy, cho nên bình nó hơi yếu nha mọi người. Táp lô táp ly xe còn rất là đều nha. Mọi thông tin thắc mắc là bà con cứ liên hệ trực tiếp nha, để có được cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Xe thì còn khá là đều ha, đồng sơn khá là mỏng manh luôn. Đồng sơn khá là đẹp, khá là mỏng nha. Xe thì vỏ lớp, mâm niền thì nói chung xe còn khá là dơ nha mọi người. Anh để đây chắc cũng khoảng tầm một tháng, nửa tháng gì không chạy, cho nên là không có rửa ráy gì, cho nên xe nó cũng khá là dơ ha. Cho nên nhìn nó không có được đẹp ha. Đây ha. Đó, xe nhìn còn khá là dơ nha mọi người. Nhưng mà tổng thành chiếc xe thì nói chung không có bị chày xước, không có bị bể hay là không bị vấn đề gì nặng nề nha. Nó chỉ bị dơ thôi nha mọi người. Captiva 265 triệu đời 2008, xe còn rất đẹp, rất đều xe. Bà con cứ nhanh tay gọi điện trực tiếp với chủ nha, để có giá tốt nhất cho mọi người nha. Một chủ mua mới từ đầu nha mọi người, cho nên là bà con cứ yên tâm mua về sử dụng nha. Xe cụm đèn còn khá đẹp nha, không có bị ố vàng, không bị đọng nước nha mọi người.
Tổng thành chi tiết chiếc xe thì theo em thấy chiếc xe này cũng còn khá là đẹp ha. Đây, đây là phần táp ly bên này nha. Này chắc bị mấy đứa nhỏ lấy cái dao hay gì rạch nha chỗ này ha. Rồi, bà con thật sự quan tâm cái dòng xe này thì cứ nhanh tay gọi điện nha. Cũng qua đây là xin chúc bà con có một ngày làm việc thật hiệu quả. Và cũng mong là bà con có một cái sức khỏe thật tốt để làm được những cái công việc thật hiệu quả và mang đến cuộc sống ấm êm cho gia đình hạnh phúc nha. Qua đây là xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em bà con đã ủng hộ em trong thời gian qua rất nhiều. Anh chị em nào muốn hiểu thêm thông tin về xe thì cứ inbox để lại comment bên dưới, em sẽ trả lời tất cả mọi người ha. Rồi bà con nhớ đăng ký kênh ha, rung chuông để nhận được những video mới nhất của em nha mọi người. Đây ha, đây là âm thanh tiếng máy nha mọi người. Máy nó khá là êm luôn ha, máy nó khá là đều ha, nó không có bị sập sền, nghe cái tiếng âm thanh nó không có đều á, là thể hiện cái chiếc xe nó chạy nó không có được ngon, mà xe này tiếng máy nó nổ nó khá là đều ha. Thường thường cái dòng Captiva này nó nói thẳng ra nó cũng chạy nó khá là ổn, tùy theo xe nha mọi người. Có vài xe thì nó hay bị lỗi máy nha, nhưng mà xe này theo được biết là anh nói xe này chạy khá là tốt luôn, máy không bị lỗi nha. Nói chung hoàn thiện tất cả xe là rất là tốt nha. Rồi em xin chào tất cả bà con nha, chúc bà con một ngày làm việc thật là hiệu quả nha.